Rồi giờ em qua tới con dàn đại Sony LBT925 luôn nè. Đó, dàn đại Sony LBT925 nha. 5 thớt luôn, chạy full chức năng CD, cassette, kết nối qua điện thoại, TV, laptop, Bluetooth vô tư. Ừ, cái bụng thì ở em nha. Số điện thoại của em là 091 8484034. Em ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Con này là điện 110, hàng nội địa Nhật nha. Đó, rất là đẹp nha, rất là to đùng luôn. Cái bộ dàn đại này là to đùng luôn. Đó, xoay qua cái con 9, 19 là chút ác à ha. Xoay qua nó là chà bá lửa luôn. Chất âm dàn đại thì nó là dàn đại ha. Nghe nó rất là phê, nghe nó mộc mạc và nó chi tiết cực kỳ. Giá thành không hề rẻ. Đó, ưng cái bụng thì ới em nha. Đây là cái ba cái dòng kiềng na cha của nó đây. À, rất là đẹp ha. Đây là màng carbon nè, vải tẩm dầu nguyên zin của nó nha, vải tẩm dầu nha. Đó, những con này về không biết tại sao nó rất là sạch, thì những con này về chắc có nghĩa là do không biết tại sao, tùy theo như cái con Kenwood A97 không, nó bụi cực kỳ bụi luôn. Em nghĩ con nó nằm kho nè, nằm kho lâu rồi. Còn con này thì nó không biết tại sao là nó như thế nào đó, mà rất là ok, rất là đẹp ha. Em chỉ chùi phơ ra, chùi sơ ra cái nó sẽ như vậy nè, nó đẹp cực kỳ vậy nè. Đó, cái nào để nguyên zin là em sẽ để nguyên zin, không có bùa phép gì hết nha. Sony LBT 925 dạng đại nha, 925 bass 2 tấc 7 nha. Nè, woofer nè, không woofer 2 tấc 7 ha. Mid là 100. Cái chép là 50. Ok không? Thông tin rõ ràng. Rất là rõ ràng ha. Đây là cái ni lông mà lúc mà từ bên bển về nè. Đó, đã chưa? Nè, xốp 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 từ bên bển về em để còn nguyên si luôn ha. Đó, em để còn nguyên si luôn để chống bụi nha. Em đang ghép với lại thêm cái hai cặp loa Sony siêu kép siêu mid này nữa nghe, cực kỳ hay luôn. Anh nào ưng thì ới em, anh nào mua bộ này thì em sẽ tặng luôn cho. Đây chạy CD ha, CD. CD chạy hết luôn nha. Đó, CD chạy hết, cassette chạy luôn nha. Cassette thì chạy hết nha. Em bảo hành cho mấy anh chơi. Đó. Đây là đang kết nối qua Bluetooth đây ha. Đây là cái đèn equalizer mình chỉnh được 3 chế độ. Chép nè, thấy không? Mid nè. Nó đang dễ mid nè, nó chớp 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 thấy không? Ở đây là dễ bass nè. Thấy không? Chớp chớp này nè, 3 băng tần nha. Đó, ngoài ra có rất là nhiều chế độ music nè. Movie nè, off nè. Thấy không? Music movie thấy không? Em đang ở music đi. Còn chế độ là movie không? Music. Ok, music đi. Rồi chế độ 2 nữa nè. Middle 2 nè, thấy không? Rất là nhiều chế độ nha. Mình chế độ mình 2 là chế độ cao đi, chế độ cao thì nó sẽ ra là DDS. Khi mình tắt nó sẽ mất DDS nè, nè. Đó, khi mà mình off rồi nó sẽ cho độ mất DDS đi. Nó chức năng hay lắm nha, nó chức năng cực kỳ hay luôn. Nó rất là hay nha. Đó, dàn đèn nước nè. Rồi, không biết cái kiểu đèn kiểu đèn nước nhảy chỉnh nào đây, nhiều quá lâu quá em nhớ. Ngoài ra nó có cổng nè, CD bằng cáp quang nè, DAC cáp quang nè, BS cáp quang nè, kết nối với lại TV bằng cáp quang nha. Kết nối lại TV bằng cáp quang. Ha, bằng cáp quang ha, bằng optical, gọi là optical đó. Đó, thấy không? Rất là đẹp nha, đang chảy đang đèn chạy nè. Ở volume này cũng có đèn nữa thấy không? Đó, mình sẽ dặn lên nó sẽ ok. Đồng bộ ha, con này là đồng bộ ha, cái này tính cứ rebound nha. Quấn rebound, khi mình mở volume lên thì cái này nó mới đánh đàn. Còn không mở volume thì chỉ có đàn equalizer nó nhảy đàn thôi. Đó, lưu ý giùm em nha. Đó, chứ không phải là lúc nào cũng nó cũng nhảy đàn hết nha. Đó, lưu ý giùm em. Rồi, em sẽ mở volume lên. À, cái này mình chỉnh chỉnh đàn nhảy á, đàn nhảy 10, nhảy cao, nhảy thấp á. Còn cái này mình chỉnh AB ha, mình đấu vô 4 loa, 2 loa. AB off nè, thấy không? A, B rồi A cộng B off luôn. Tem của nó nè, thấy không? Còn này đủ hết ha. Rất là đã nha. Ưng cái bụng thì cứ ới em nha. Số điện thoại của em là 091 8484 034. Em ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh nha. Zin nguyên bản hết nha. Em bán đồ zin hết nguyên bản. Phiên bản độ em nói độ, cái nào zin em nói zin. Chứ không có bùa phép gì hết nha. Rồi, em lên nhạc cái nè. Đẩy lên rồi thấy không? Thank you.
thấy hai cái cặp lo siêu kép Smith này nghe hay ghê không? Đó, bản thân của nó 925 là đã hay rồi, chẳng thêm hai cái lo này vô nữa nó cực kỳ siêu hay luôn, không ảnh hưởng gì tới máy móc hết nha. Em đã dám bảo hành cho mấy anh chơi luôn, cho nên mấy anh yên tâm mà cứ chơi ha. Ưng cái bụng thì cứ ới em, còn lại là cứ để em lo nha. Đó, số điện thoại của em là 0918484034, em mới chào thì nghe quận Bình Thạnh nha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều đã ủng hộ em Út nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.